Dùng nước hoa ở đâu trên cơ thể mới là chuẩn nhất? Hương thơm được ví như thứ trang sức vô hình, khiến cho người dùng trở nên cuốn hút, tạo ấn tượng, đồng thời cũng che đi những khuyết điểm về mùi cơ thể. Tuy nhiên, không phải cứ dùng tùy tiện ở trên người là sẽ có tác dụng tốt, chỉ một số vùng riêng biệt của cơ thể thì mới có khả năng giúp mùi hương được bền và lan tỏa hoàn hảo nhất. Bất kỳ phần nào ở trên cơ thể cũng đều phát tán ra mùi hương tốt, phần rốn cũng như vậy. Rốn được biết là phần hội tụ nhiều mạch máu, là vùng tỏa nhiệt của cơ thể. Hơn nữa, nó có dáng lõm nên không có gì khó hiểu khi nói đây là nơi hoàn hảo nhất để lưu giữ hương thơm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng một số ngôi sao nổi tiếng ở thế giới đã áp dụng phương pháp này từ lâu và hài lòng với sự lựa chọn trên. Nữ minh tinh Hollywood chia sẻ cô thường sử dụng nước hoa ra tay rồi thoa chúng vào vùng rốn. Cách này giúp cô lưu giữ hương thơm suốt cả ngày dài. Không chỉ rốn, còn có rất là nhiều khu vực ở trên cơ thể cũng giúp hương thơm phát huy tác dụng tốt. Và chuyên gia đã bật mí là phần sau khuỷu tay và sau đầu gối đạt hiệu quả không kém gì phần rốn đâu. Ngoài ra, thêm vị trí tuyệt vời để dùng mùi hương nữa, đó là bàn chân và mắt cá chân, đặc biệt khi bạn diện giày hở cao gót. Do đó, hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là ở nhãn hiệu hay là những hương thơm, mà nằm ở trong cách sử dụng của bạn.